Chào quý vị khán giả đã đến với phần review phim của Hà Lùng TV. Hôm nay Hà Lùng sẽ review tập 22 và tiết lộ nội dung của tập 23 cho quý vị khán giả theo dõi nha. Trong tối nay tập 23 sẽ lên sóng và nội dung rất là gay cấn luôn. Quý vị hãy đón xem cái clip review này của Hà để biết được là trong tối nay diễn biến của sự việc nó sẽ gay cấn như thế nào. Tuy nhiên Hà sẽ không có lộ quá nhiều đâu, nhưng mà quý vị khán giả cũng sẽ thêm tò mò để có thể đoán xem tập 23 rần của tối nay. Hứa hẹn tập 23 tối nay sẽ là một cú lật ngoạn mục nha quý vị khán giả. Quý vị khán giả đón xem nha. Tập 22 là một tập đầy phẫn uất và nghẹn ngào của hai cha con ông Dũng với lại Minh Khôi, đúng không quý vị khán giả? Khi mà kết quả xét nghiệm ông Dũng không phải là con của ông Màu. Trời ơi, ông Dũng ông tức. Ông tức mà quý vị khán giả có cảm thấy là giống như là ông muốn nổ tung ra luôn không? Không ngờ bà Vân lại cao tay như vậy, đúng không quý vị khán giả? Bà Vân đã nhờ kỹ thuật viên âm thầm tráo đổi kết quả để mà đem đến một cái kết quả bất ngờ cho cha con ông Dũng. Nhưng mà cha con ông Dũng đâu có dựa gì đâu. Trong tập 22 bạn thấy ông Dũng diễn dễ sợ luôn không? Dùng khổ nhục kế rồi nước mắt kế rồi nhục nhã kế gì ổng làm hết. Ổng sẵn sàng quỳ bò chà lết khóc lóc. Ổng dùng ổng diễn tâm lý ngược nữa. Những lúc thì ổng đau đớn, ổng ỉ ôi, ổng năn nỉ, lúc thì ổng bùng lên ổng chửi bới. Nhưng mà tâm lý đó là tâm lý đúng, bởi vì ổng là một đứa con thật sự của ông Màu. Mà bao nhiêu năm nay trong khi ông Màu có một cái cơ ngơi sự nghiệp như vậy thì ngược lại mẹ con ổng lại sống quá là kham khổ, thì cũng không thể nào mà trách ông Màu được, bởi vì ông Màu không có biết. Và ông Dũng này cũng quá đáng nữa, từ nhỏ cho tới lớn bây giờ cái điều kiện sống của gia đình mình không có tốt thì mình phải chăm chỉ lao động lên. Đằng này trời đất ơi, ông lười biếng quá trời, ông cờ bạc cá độ rồi ông rượu chè đồ này nọ kia các kiểu. Cho nên là quý vị khán giả mình coi mình tức, đúng không? Mình tức nhưng mà nói đi nói lại thì cũng thương. Cũng thương là nhiều khi do ít học quá cho nên là sinh ra là lười lao động, rồi thêm là nhiều khi mẹ nuông chiều, có nhiều cái lý do để dẫn đến một cái tính cách giống như ông Dũng của bây giờ đó. Nhưng mà khi mà biết trời đất ơi, bà mình thì ra là giàu có như vậy, cơ ngơi sự nghiệp như vậy mà mình không được hưởng thì cũng tức chứ. Đó, cho nên là ông phải trăm phương ngàn kế, ông tìm cách để mà ông được bước vô nhà. Đó, giờ chỉ có xét nghiệm ADN là chính xác nhất. Nhưng mà thấy bà Vân bà dễ dãi, mà ok bà cho xét nghiệm. Nhưng mà thật ra phía sau bà hành động hết. Đó, và bây giờ khi mà cái kết quả xét nghiệm này nó đã chứng minh ông Dũng không phải là con của ông Màu, thì ông Màu đâu có cách gì để mà ép buộc bà Vân được đâu. Cho nên là ông Màu đành phải im thôi. Đành phải là thôi bye bye tạm biệt đứa con rơi này. Nhưng mà bà Vân á, bà chưa đâu các bạn, còn á, gọi là đuổi cùng giết tận. Bà muốn gia đình ông Dũng phải ra khỏi cái đất này luôn. Bà sai người, bà tìm cái bà mà cho thuê nhà, bà mua lại cái nhà đó luôn để mà đuổi ông Dũng, nguyên gia đình ông Dũng ra khỏi nhà. Ông tức dễ sợ không? Các bạn thấy, trời đất ơi, coi tới khúc đó chưa? Các bạn đã coi tới cái khúc đó chưa? Mình coi tới cái khúc đó mà mình thương dễ sợ thương luôn á. Nhưng mà thằng Minh Khôi khôn lắm, quý vị khán giả thấy không? Âm thầm tiếp cận với Minh Quân, nói là bây giờ cho xét nghiệm lại đi, chứ cái kết quả nó không đáng tin cậy. Bà nội em rất là quyền lực, cho nên là Minh Quân mới về tỉ tê với ông nội. Nói ông nội cho xét nghiệm lại đi. Thì ông cũng suy nghĩ, bà Vân hồi nào giờ bà cũng không phải là tay vừa. Rồi thêm nữa là thằng Dũng nó quá là đau đớn khổ sở khóc lóc. Bây giờ nói chung là không có mất bao nhiêu thời gian hết, chỉ trong vòng có mấy ngày để có một cái kết quả xác đáng nhất thì đi xét nghiệm lại cũng đâu có sao. Cho nên là ông Màu ông quyết định là ông đi xét nghiệm lại luôn đó. Còn cái cú mà bà Vân tới nhà mà đang quậy đó quý vị khán giả, trời ơi, đang đập phá tưng bừng mà tự nhiên ông Màu xuất hiện đằng sau lưng đó. Trời ơi, hả hê gì đâu á, cho ông Màu thấy được là bà vợ của mình mà ghê gớm như thế nào, bà hung dữ như thế nào. Hà thấy là có hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên thì binh vực bà Vân, tại vì biết là ông Dũng không phải là người tốt, và biết là Minh Khôi đang âm mưu rất là nhiều thứ ở phía sau, quyết tâm để mà đưa được hai cha con vô trong cái tập đoàn Minh Quang này. Cho nên là
quý vị khán giả bình vực bà Vân. Nhưng mà cũng có đại đa số quý vị khán giả lại không chịu, không thích cái kiểu hành xử của bà Vân, không thích bà Vân là độc ác như vậy. Nhưng mà bây giờ khi mà bà Vân bà nhìn thấy bản chất của ông Dũng rồi, bà nhìn thấy được là manh nha cái ý đồ xấu của ông Dũng rồi, nhưng mà nói không ai tin hết, thì bà phải vậy thôi quý vị ơi. Một mình bà xù lông lên y như một con gà mái mẹ vậy đó, để bảo vệ tất cả những người trong gia đình. Nhưng mà đau đớn nhất là những cái lúc mà chuỗi bà xâm pha ra tiền tuyến, bà chống chọi lại với cha con ông Dũng, thì ở phía sau lưng bà con cái như Minh Quang hoặc là Minh Quân hoặc là Quyên đó, âm thầm giúp đỡ cái nhà bên kia. Thì trời đất ơi, bà biết được hỏi sao mà bà không tớt. Giống như bà cảm thấy là cả thế giới chống lại tôi, không ai giúp đỡ tôi, không ai đứng về phía tôi hết. Tại sao vậy đó. Nhưng mà nếu mà bà không làm vậy thì làm gì có phim cho mình coi, đúng không? Cho nên là quý vị khán giả phải chấp nhận những cái mâu thuẫn, những cái kịch tính gay gắt này, để mình xem thử coi là cuối cùng á, con người với những cái bản ngã, những cái bản chất là tốt xấu thì sẽ đi về đâu đó. Những cái hy sinh, những cái cố gắng, những cái việc mà bà Vân làm để mà bảo vệ cho gia đình của mình thì nó sẽ đi về đâu đó. Ở cuối tập 22 á, thì quý vị khán giả thấy là đó, bà Vân bà biết được là trời đất ơi, xét nghiệm lại hả, mà tôi không được biết hả, rồi cái kết quả đó nó như thế nào đó. Rồi bà Vân bà gặp con Hảo, bà chửi tơi bời quý vị khán giả, bà chửi đó, bà nghi ngờ là tại vì con Hảo chỉ có con Hảo nè, rồi ai nữa ta, Quyên đúng không, Quyên là biết được là cái việc làm của bà là thuê kỹ thuật viên để mà thay đổi kết quả đó. Mà bây giờ ai đã nói cho ông Mạo biết mà ông Mạo đi làm một cái xét nghiệm khác. Cho nên là bây giờ bà chửi hết, bà chửi tanh bành tè bẹ hết. Trong tập 23 bà sẽ đi điều tra có ai đã lộ ra đó. Rồi xong rồi chưa đâu nha quý vị khán giả, Minh Khôi với lại ông Dũng có một màn lật ngược tình thế ngoạn mục trong tập 23. Quý vị khán giả nhớ đón xem nha. Đó, trong tập 23 coi thử coi ông Dũng và Minh Khôi đã sử dụng cái phương pháp gì để lật ngược ván cờ. Trời ơi, làm cho bà Vân sất bất sang bàn. Đó, rồi bên cạnh đó trong tập 23 quý vị khán giả cũng sẽ gặp lại cặp đôi gà bông đáng yêu của chúng ta, đó chính là Minh Quân và Kim Chi. Một cái cặp đôi mà Hà coi comment thấy quý vị khán giả yêu mến rất là nhiều. Hà cũng rất là yêu mến cái cặp đôi này, bởi vì các bạn diễn rất là dễ thương, đáng yêu. Trời đất ơi, có sự xuất hiện của ông Dương Ngọc Của, đạo diễn phim Tết Dâu Hổ Đại Chiến Mẹ Chồng nữa quý vị khán giả ơi. Trời đất ơi, phim này thì Dương Ngọc Của làm phó đạo diễn, chà, còn được làm extra xuất hiện trong phim nữa, trời dữ dội. Ồ, Kim Chi với lại Minh Quân có màn đụng độ gì ở trong tập 23 nè. Rồi Hảo được bà Vân sai khiến đi làm một cái việc gì đó nữa. Nói chung là tập 23 rất gay cấn quý vị.